Là nó muốn mượn đó. Tiền em rồi ha, là đem đồ lại cho. Nó đem lại con vịt, con gà mà gà đất được nha. Ngon lắm, nó mua trái cây đủ ginh lễ cho. Cái đầu mới ngồi chơi chút xíu hỏi mượn tiền. Nó đem lại cho hai trái sầu riêng vậy, cái không lẽ giờ mượn tiền không cho. Cũng kỳ. Đúng rồi, kỳ. Rồi cái cho xong rồi là giật luôn. Trời ơi, hôm nay mới đưa được có 10 triệu. Mà bữa hổm kêu tụi nó đi theo gần gần mấy chục đứa luôn. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Nợ giờ Su, em có cái món nợ nào mà khó đòi hay là cái cuộc nợ nào mà là em thì không có nợ khó đòi, nhưng mà có là em thiếu nợ người ta chưa trả thôi. Thì ra đây là con nợ. Tại chị chửi. Biết sao không? Tại vì người ta mượn tiền mình mà người ta không trả thì mình phải la làng la sớm lên. Nhưng mà lúc đầu là cái người mượn tiền đó, có chị cứ nhắc tên được không? Nói luôn đi. Bà ba Văn Ngọc đó. Bà ba Văn Ngọc đó. Bà ba Văn Ngọc. Nhưng mà lúc mượn tiền là chắc ngon ngọt mới mình mới đưa tiền. Rồi mới ban đầu bà gửi tiền về bà cho 200 đô, 300 đô. Rồi cái bà gửi đồ dầu nước xanh, rồi đồ Mỹ, đồ về hoài luôn. Tự động là gửi cho mình vậy? Tự nhiên gửi cho có vậy. Có phải là bạn bè trước ở Việt Nam không? Không, không có quen biết gì hết. Không, chỉ quen gì trên Facebook thôi. Rồi, mà tự động gửi cho mình vậy? À vậy là gửi cho để lấy lòng tin đó. Đúng rồi, bắt con tép giữ con tôm. Mà ai đặc biệt là giàu có đeo vàng khúc khúc về bà mới gửi đồ bà cho nghe. Chứ nếu mà mấy đứa nào nghèo mà không có tiền, không có vàng bà không có gửi. Kể như em không có gì đeo là chắc không có gửi. Không có gửi đồ. Lừa. Gửi xong rồi cái sau đó là mượn tiền ngược lại cô. Mới đầu chơi hụi. Bà nói là chơi hụi đi rồi. Làm hụi đúng không? Rồi cái chơi hụi thì bà nói là để dành hốt từ thiện. Mai mốt mới hốt, lâu sau này hốt chót á. Nhưng mà vô mới có lần đầu, cái lần sau cái bà hôn bà hốt. À thấy bà gửi đồ bà cho mình hoài mà giờ mình không cho hốt thì kỳ. Đó, cái đầu mình cho hốt mình mới bị dính. Hốt hết nhiêu vậy hả chị? Hai phần là 100 mấy chục triệu. Trăm mấy chục triệu luôn. Hốt rồi bắt đầu cao chạy xa bay luôn. Ngày em ra đi luôn. Mai mốt mà thí dụ ai coi cái chương trình này rồi á, là đừng rút có bắt chước giống như chị nghe không? Là xăm lại là sai lầm đó. Xăm lại là sai lầm đó. Xăm lại là sai lầm đó. Đừng có cái gì mà người ta cho mình không hết. Tại vì một người ở nơi không ai biết ai mà làm sao tự nhiên người ta cho mình không. Sự việc đó là trong năm vừa rồi hay là trước đó nữa? Trong năm vừa rồi. Tới hiện tại thì mình đòi được bao nhiêu rồi chị? Trời ơi, hôm nay mới đưa được có 10 triệu. Mà bữa hổm kêu tụi nó đi theo gần gần mấy chục đứa luôn. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Bao nó ăn nhậu hết 12 triệu. Cái gì đó đạo lỗ 2 triệu. Trời ơi, cái nư chấn động hết trơn. Thì đúng là làm chấn động mình không, nhờ như vậy mới biết. Nhưng mà làm chấn động chi gọi lỗ. Lỗ. Tại giống như nhiều khi cái nư đó người ta muốn đòi cho bằng được thôi. Nhưng mà chị dữ lắm. Tới chừng mà ai mà thiếu tiền mà nó ngang rồi là chị làm liền hả? Đó, cái đó là không phải là mình giữ mà cái sự bức xúc mà ai cũng vậy thôi. Tại vì tiền là khúc ruột của mình mà. Đúng rồi. Tự nhiên cái của mình. Mượn thì ngon ngọt, tới hồi trả thì nó ngang sao không tức, cái đó là cái sự tức tối. Cái câu chị lộn mới nói là cái câu mà giống như là để đời muôn đời về sau, mượn thì lúc nào cũng ngon ngọt. Tới khi mà trả là trần ai khoai cũ là ngang. Mà mấy người nào mà đặc biệt đó nha, nó muốn mượn tiền em rồi ha, là đem đồ lại cho. Nó đem lại con vịt, con gà mà gà đất được nha. Ngon lắm, nó mua trái cây đủ ginh lễ cho. Cái đầu mới ngồi chơi chút xíu hỏi mượn tiền. Nó đem lại cho hai trái sầu riêng vậy, cái không lẽ giờ mượn tiền không cho. Cũng kỳ. Đúng rồi, kỳ. Rồi cái cho xong rồi là giật luôn. Là nào giờ là bị vô thế vậy nhiều lần chưa? Bị hoài luôn. Nhưng mà ở sớm mình đồ rồi dai rồi lèn hèn mình cũng vẫn đòi được. Mà mình phải la làng la sớm lên. La lên hả, cô? Cho ta bu lên ta coi rồi mắc cỡ. Chính vì sự mắc cỡ mới trả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nói thì nghe thì vui nhưng mà mọi người thấy không? Cũng đâu có phải dễ đâu. Ủa mình la gì đâu có hãnh diện gì đâu. Khó. Thứ nhất là mình mệt. Thứ hai nữa người ta cũng người ta nhìn vô, nếu mà người ta biết thì nó trời tự nhiên la quăng quăng quăng, người ta cũng nói cũng mỉa mai mình nữa. Cho nên đó là đôi khi cho mượn nợ đã mệt, đi đòi nợ còn mệt hơn. Thật sự em thấy cho mượn nợ thì nó dễ đó. Đúng rồi. Nó không. Mệt cái đầu tiên là mình suy nghĩ coi gọi là cho hay không thôi. Đúng rồi. Còn cái chuyện mà đi đòi nợ là mới rất là mệt. Rồi bây giờ Su, em có cái món nợ nào mà khó đòi hay là cái cuộc nợ nào mà em thì không có nợ khó đòi, nhưng mà có là em thiếu nợ người ta chưa trả thôi. Thì ra đây là con nợ. Được thôi. Nếu mà người bình thường thì mình đòi theo kiểu bình thường. Tùy theo trường hợp.
người ta năn nỉ mình chị sẽ không la, hai là người ta tới từ từ thì chị cũng thông cảm. Còn cái này là nói ngang nói ngược là cỡ nào chị cũng làm. Như mới mấy ngày nay là chị quýnh thằng kia nè, chị quýnh luôn, quýnh thằng kia hả? Bữa đó chị chạy xe du lịch, chị đi, chị vừa chặt cái cua vô mà chị đi với thằng cháu chị, thì chị thấy nó đứng chạy không đơm bên đây, mà gia đình của nó Việt Kiều nghe, nó tên thằng Điền, chồng của con Nhiếp. Nhớ tên nó mượn chị 150 triệu mà nó cũng đóng lời được mấy tháng rồi. Bây giờ nó không đóng lời nữa mà nó năn nỉ trả tháng 10 triệu chị cũng cho luôn, trả vốn thôi không lấy lo luôn mà phải không, cho trả tháng 10 triệu xong nó trả được một tháng đầu, tháng thứ hai nó trả có 5 triệu. Cái nó năn nỉ, nó hồi giờ coi kẹt quá này này kia nọ, ở bên gia đình nó bên Mỹ bị dịch đồ này kia không đi gửi tiền được, thì chị cũng thông cảm cho trả 5 triệu luôn. Tháng sau nó trả chị có 4 triệu, rồi tháng sau nó ngưng luôn, nó không trả luôn, nó ngưng luôn tới 2 tháng luôn mà chị không điện nó được, mà đi kiếm hoài kiếm không được. Bữa đó gặp chị lại chị chọt áo liền, tay này thì chị giẫm vô mặt liền, chị giẫm vô mặt liền. Thằng cái tay bao nhiêu nhận đây mà chị giẫm mớp vàng luôn chị. Chị giẫm cái này vô sợ đuôi mắt nó làm sao chị. Chị không có được vàng đúng không? Chị vút về thôi là cái bề này là không có vàng. Trời ơi, em thấy em sợ đó. Tay là chị gịch áo cổ nó giờ chị leo xuống mà chị la làng quá trời luôn, la quá trời la luôn, người ta đứng người ta coi đen luôn mà. Kết quả là sao? Đứng im ngu không trả lời. Rồi xong rồi 2 ngày sau nó kêu nhỏ kia ở cũng ở sớm luôn, nó mượn nhỏ kia đem lại giùm 3 triệu, trả được 3 triệu, nếu mà không quýnh đâu có lòi ra 3 triệu. Rồi bữa nay tới tháng nữa rồi nè, chưa trả là ngày mai ngày mốt về quýnh nữa. Trời ơi. Nó ngang ngược lắm, trời đang là 150 triệu mà bây giờ lời không có mà vốn còn không trả, còn cái này lấy vốn không à? Mà nó không đưa. Cái này là em không phải binh nhưng không mà rõ ràng lời. Có rất nhiều sự thỏa thuận trước khi tới hành động là đánh nhau. Đúng. Mọi người cũng biết nữa, tiền là đi liền với khúc ruột mà 150 triệu đâu phải là con số ít. Đúng đôi rồi. Khi đó là một cái gia tài của những người nghèo luôn. Cho nên đó là nếu mà mình đã cho họ rất nhiều cơ hội rồi mà mình nếu mà không làm thì nó không trả đúng không? Rồi. Nhưng mà bản thân chị đã thử cái cách nào mà đòi nợ nó nhẹ nhàng hơn chứ? Bây giờ không có cách nào mà nhẹ nhàng được, cần phải làm hung dữ vậy. Nhưng mà thật sự á, nếu mà mình nói nhỏ nhẹ quá với những người người ta cố chấp á thì là không có kết quả và là mình mất tiền. Nhưng mà theo chị, cái ý kiến của chị em đừng nên cho mượn tiền. Cho mượn tiền rồi bạn bè cũng sẽ mít lòng. Hay là thí dụ giờ mình đi đám đi, thí dụ nó mời đám mình ha, mình đi ha 5 triệu đi, tới chừng nhà mình mời đám đợi cái nó hôn nó mắc công chuyện nó bệnh lắm đi. Mai mốt đi đám cũng rút kinh nghiệm, đi chừng 500 triệu tới lợi thôi, đừng đi nhiều quá. Dạ. Đi nhiều quá là bị xu luôn. Tuy nhiên bây giờ mấy người mà lợi mượn đồ á, cầm giấy chủ quyền đồ, cái chuyện nó nô. Nô, bà hỏi nô là gì, tới nó nô là không cho bà mượn đó bà. Nô no luôn. Có khi nào giống như là cô đeo vàng rồi cô cho người ta thấy mình giàu quá nên là ai người ta cũng đổ xô ta đi mượn tiền cô Minh Hiếu không? Mượn tiền thì chị đâu cho đâu. Cô đâu cho mượn. Dạ không cho mượn nữa luôn. Không, dạ không cho mượn. Tại vì để tiền mua vàng đeo cho nó sáng sủa. Con người mình nó đẹp đẽ. Giờ mình già rồi mình đi ra đường mình đâu có bằng mấy đứa nít. Mấy đứa nít nó đẹp hơn mình, bây giờ mình nhờ vàng mình tô vô. Khè tụi nó liền. Khè ra mình khè trai liền. Có nghĩa là hồi xưa không cho mượn nhưng mà do là đi đòi nợ gian nan quá thì bây đúng giờ rồi. Không cần đòi nữa là thôi khỏi khỏi do luôn. Bây giờ bạn gom tiền vô, cái giờ như chị cất khách sạn lên đó rồi tiền ai vô ngủ chị lấy tiền, vô ngủ lấy tiền, vô ở nhà trọ lấy tiền rồi chắc cú luôn vậy cho nó gọn chứ giờ cứ cho mượn cứ phải cho mượn rồi khó đòi lắm em ơi, đòi rồi mít lòng bạn bè nữa. Những cái câu nói nào mà khẳng định là người ta quỵt nợ, thí dụ giờ tôi không có tiền tôi trả bà đó, tôi không trả đúng bà làm bà làm nó nghe rồi đó, nói vậy luôn bắt đầu rồi, bắt đầu chị ghim vô đó, bắt đầu chị chờ đó, đi chợ đi đâu bất cứ là chị gặp là chị lôi đầu liền đó. Nhưng mà xe là nói thẳng vậy luôn. Mình tới nhà nó hả, nó dắt cây nó quýnh lại mình. Trời ơi. Cũng như mình tới thì mình cũng nóng rồi mình la mình chửi đồ lên, nó dắt cây nó quýnh anh em, nó gượt mình đó, nó gượt chị đó, chị đâu có thèm nói em, chị làm đâu lợi chạy. Cái chị chạy tại vì bốn tại vì mình đi đội mình đi có một đúng mình rồi. À cái đầu cái chị chạy về chị tức quá, bữa đó hen sao xui khiến nó đi, chị chạy xe chị thấy nó đi chạy xe đạp rồi cọc cạch chị chạy thấy chị sắn vô đầu liền, nó thấy chị nó quăng chiếc xe luôn, nó bỏ nó chạy vô hẻm nó chạy mất tiêu luôn, chị kêu xích lô lại chở chiếc xe chở xe đạp về chị bán được 150. Trời ơi bán được 150 mà tiền chị trả xích lô bao nhiêu, có mấy chục ngàn hả, tay cũng gần nhà cũng chắc còn em hai cũng còn. Đây là một trong những là mà cái nguyên nhân mà dễ quỵt nợ nhất là chơi hụi. Đây là chủ hụi ngang ngược lắm em ơi. Có bao giờ thường bị người ta giật không?
Có, hồi xưa bị giật nhiều lắm. Còn như bây giờ là ít lắm. Tại vì bây giờ lựa giàu mới rụng. Có nghĩa là chơi. Rút kinh nghiệm để khỏi đi đâu thì thôi lựa người lựa giàu ai, là, lựa ai có tài sản mới cho chơi hụi. Chứ còn hồi xưa thì mình cho chơi đại chơi đùa hen. Rồi chị em mình thương hen. Trời ơi, thương xong rồi nó hại mình không. BD mình thấy nó vậy đó, mình cho nó chơi hụi đi. Mình giúp nó mặn ăn xong rồi nó trốn mất tiêu. Trốn mất. Tôi cũng tùy theo người chứ không phải là ai cũng vậy. Nhưng mà hồi xưa chị cũng cho nghèo chơi. Thì nghèo người ta mới giật mình. Người ta nói nghe nó được. Nó nghèo nó không có sợ. Cũng như là kiểu như là nó bằng sắt đá rồi nó không có sợ. Biết không sợ súng. Cũng như là mình là chán kiểu mà nó miễn dùa giờ nó không có ra mà sợ gì hết trơn á. Phải phù hợp, đúng đối tượng, ngang hàng phải dế mới chơi, còn không thì thôi. Bây giờ cũng như là chị nói không phải là giàu mà chị cho chơi nhưng mà ai mà ngang chị mới cho. Ví dụ giờ chị biết lộ lộ nè, lo mà ăn nè, có một cái sân khấu này kia nọ hay là có su su ha. Ví dụ lo mà ăn vậy mà thiếu hụt cái gì là chị bồi vô. Ăn chi, chẳng nó làm có tiền nó mới đóng hụi cho mình mà mình cũng có tiền quay hồng. Còn cho những người ăn chơi mà mình chơi không nắm được cái nguồn cơn gốc cội của người ta đó. Ừ. Người ta phắn đi giờ nào mình không hay. Khi mà nói về chủ đề nợ đó, mà cái câu chuyện nợ phải nói một câu chuyện rất là nhiều. Thậm chí là trong nhà nữa, anh em nữa. Anh em chia rẽ nhau chỉ vì một món nợ rất là đơn giản thôi. Mà mượn tiền thì năn nỉ ý ôi, chứ tới chừng đầu cái nó nói mình cho dai ăn lời cắt cổ nó rủa.